Ok, có vẻ như mọi thứ đã ổn rồi đó. Mình nghĩ rằng đó ha, là ở nơi này sẽ không còn gì nữa để mình có thể tiếp tục khám phá và sinh tồn đâu. Bây giờ dù gì, trời cũng đang chuẩn bị trở thành trời tối. Mình nên mau chóng đó hả, tìm một nơi ở khác và tìm một nơi khác để mình có thể tiếp tục sinh tồn cũng như là khám phá. Chứ cứ ở lại nơi này đó nha, thì chắc chắn đó hả, là những chuyện kỳ lạ nhất sẽ diễn ra với mình cho mà xem. Rồi, lên thuyền gỗ sồi thôi nào, và hãy tiếp tục đi theo và đi theo về hướng của mặt trăng thôi. Mình nghĩ rằng nói nha, là nếu như chúng ta cứ tiếp tục kiên trì và đi theo về hướng của mặt trăng á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ tìm được một nơi ở mới, và biết đâu được đó hả, là mình có thể tìm được luôn cả một ngôi làng thì sao, đúng không nè. Ngày hôm nay là mình đang sinh tồn ở trong một cái thế giới Minecraft hoàn toàn mới luôn á, và cái thế giới Minecraft này thật sự đó nha, tới tận bây giờ vẫn đang cho mình rất rất là nhiều những cái món đồ, cũng như đó hả, là nhiều những cái tài nguyên khoáng sản cực kỳ tốt luôn á. Nói chung là cực kỳ may mắn. Nhưng mà bởi vì cái nơi ở hồi nãy mà mình đang sinh tồn đó nha, nó chỉ là một hòn đảo nhỏ mà thôi, nên là mình thấy rằng á, ở đó chẳng còn gì để mình có thể làm hết trơn. Mình phải quyết định là làm một con thuyền gỗ sồi, rồi chu du trên biển cả nè, để tìm một khu vực mới. Và wow, coi nè, có vẻ như đó hả, là thật sự đó nha, may mắn đã mỉm cười với mình rồi. Mình đã tới được một ngôi làng. Tuy nhiên, ủa, cái gì đây? Tại sao tự dưng mình vừa mới tới ngôi làng này thì coi nè, ở trước mặt của mình hiện tại bây giờ là có một tấm biển, và nó ghi là trời sập, tất cả tìm chỗ trốn ngay lập tức. Hả, cái gì? Trời sập trong Minecraft hả? Wait, what? Khó không vậy? Hả? Ủa coi nè, mọi thứ vẫn cực kỳ bình thường luôn, chẳng có gì hết trơn hết á. Vậy thì tại sao ở đây lại ghi là trời sập cơ chứ? Tất cả tìm chỗ trốn ngay lập tức. Vậy là sao nhỉ? Đâu, vậy thì để bây giờ đó nha, mình nghĩ rằng là mình sẽ thử bước vào bên trong ngôi làng này, và mình sẽ tìm thử xem là liệu đó nha, quanh đây có dân làng hay là không. Và coi nè, ủa, từ từ, mình nhìn thấy có một dân làng á nha, nhưng mà có vẻ như đó hả, là ông ta đang khóc và ông ta đang cúi đầu xuống dưới đất á. Vậy là sao nhỉ? Kỳ lạ ghê. Nè ông dân làng ơi, ông bị gì vậy ông dân làng? Đó, coi kìa, ông ta đang cúi đầu xuống dưới đất á, và mình còn nghe cả tiếng khóc nữa. Vậy là sao nhỉ ông dân làng ơi? Dân làng trốn, cúi đầu xuống, đừng nhìn lên trời, biến ra ngoài mau và đóng cửa nhanh lên. Tôi xin lỗi nha. Trời đất ơi, cái ông dân làng này ông ta đuổi mình đi. Ông ta nói với mình rằng đó hả, là mình phải cúi đầu xuống, đừng nhìn lên trời và biến ra ngoài mau, đóng cửa lại nhanh lên. Nghĩa là ông ta không muốn mình ở trong cùng một chỗ trốn á, ông ta muốn đi chỗ khác. Nhưng mà vậy là sao? Tại sao đó nha, những dân làng trong ngôi làng này đó hả, tất cả bọn họ đều trốn tránh mà không chịu đi ra ngoài, và đặc biệt nhất đó hả, là không ai đó nha chịu đó hả, gọi là hả, ngẩng mặt lên hết trơn hết đó, mà toàn là cúi đầu xuống không à. Và ở đây nhìn nè, mình thấy đó hả, cũng có một ông dân làng đang ở trong đây. Và ông dân làng ơi, sao vậy? Dân làng trốn, đừng có ngước nhìn lên trời, nếu không sẽ bị bắt đó. Hả? Vậy là sao? Và ơi, từ từ, ở đây mình thấy một cái hang nè, và có vẻ như là bên trong cái hang này, mình nhìn kỹ đó nha, thì mình thấy là cũng không biết nữa, nó tối thui à, không thấy gì hết trơn hết á. Đúng là kỳ lạ ghê luôn, ở giữa một ngôi làng mà lại có một cái hang sao? Vậy là sao vậy nhỉ? Nhưng mà điều đáng ngờ nhất đó hả, đó chính là mình nhìn thấy đó nha, những ông dân làng trong ngôi làng này gần như ông nào cũng cúi đầu hết trơn, không ông nào chịu ngẩng đầu lên. Vậy thì tại sao cơ chứ? Và đặc biệt nhất là mấy ông đó kêu là đừng nhìn lên trời, bộ trên trời có cái gì hết ta? Và thôi kệ đi, để mình thử bước vào bên trong ngôi làng coi xem như thế nào nha. Và ơi, wait, what, cái gì đây? Hãy nhìn nè, ở bên trong ngôi làng nằm rải rác có rất là nhiều những cái mảnh xương, và mình nghĩ rằng đó nha, đây đó hả, chính là mảnh xương người hay sao đó. Đúng rồi, cực kỳ nhiều luôn, vỡ nằm hả, văng tung tóe khắp mọi nơi, và hình như là nó nằm, ui, mình nhìn kỹ từ từ, từ để mình dùng đá cuội mình chui lên cái nha, coi thấy không, nó còn rơi rớt và rơi vãi ở trên cả những cái trần nhà nữa, những cái mái nhà nữa, thấy không. Nhưng mà từ từ, vậy thì tại sao cơ chứ? Nè nè, để mình phân tích cho các bạn nghe nha. Các ông dân làng sẽ không thể tài nào mà có khả năng leo lên được cái mái nhà ở trên hết á. Vậy thì tại sao ở trên mái nhà lại có những cái mảnh xương?
Vậy thì chỉ có thể một chuyện thôi, đã có ai đó cố tình ném những cái mảnh xương của các ông dân làng lên trên mái nhà. Hoặc cũng có thể là như các ông dân làng nói, ở trên bầu trời mấy ông dân làng rơi xuống từ trên trời rồi bị té chết hả ta? Cái gì mà ghê dữ vậy? Và nhìn nè, ngay cả một ngôi nhà tang lễ đó nha cũng rải rác quá trời những cái mảnh xương luôn. Đáng sợ thiệt sự, rốt cuộc là ở bên trong ngôi làng này đã xảy ra chuyện gì vậy? Và tại sao lại có nhiều mảnh xương như thế này? Mình nghĩ rằng đó hả, là bây giờ mình cần phải tìm manh mối. Phải có manh mối chứ nếu không đó nha là mình sẽ không biết được chuyện gì đã xảy ra đâu. Và ở đây là một nhà thợ rèn nè, vô thử coi. Và ôi, từ từ, bên trong nhà thợ rèn có sắt và đồ ăn rất là nhiều luôn á nha. Nhưng mà điều đặc biệt nhất là mình cảm thấy khá là kỳ lạ. Coi nè, ở bên trong đây có một cây súng, và nó là cây súng AK-47 và đạn AK-47 nè. Ủa, nhưng mà trong Minecraft có súng á ta? Rồi còn chưa kể nữa là những cái vũ khí này từ đâu mà có? Từ từ, mình nghĩ rằng đó hả, đây sẽ là một cái vũ khí mà mình cần sẽ sử dụng ở trong tương lai đây, chắc chắn là như thế. Và bây giờ ở đây nè, có một quyển sách, nó ghi là lời nhắc nhở. Được rồi, để mình đọc thử nha. Ngôi làng này đã không còn ai để chiến đấu nữa rồi. Chiến sĩ ạ, à, nếu anh tới được đây và còn sống sót để có được vũ khí này, hãy bảo vệ mạng sống của mình. Không thể để ai có thể chết vì thứ đó nữa. Ồ, vậy là dựa theo quyển sách này đó nha, mình nghĩ rằng đó hả, là mình có một cái suy đoán. Hồi xưa đó hả, đây là một ngôi làng cực kỳ yên bình. Tuy nhiên, có vẻ như đã có thứ gì đó xuất hiện, mà các ông dân làng đã cầm cái súng này và đứng lên để mà chiến đấu. Tuy nhiên, các ông dân làng quá yếu và không thể tài nào chiến đấu được, nên là toàn bộ đã chết hết. Và mình nghĩ rằng đó nha, đây chính là những cái mảnh xương của các ông dân làng đã bị thực thể đó, hay là cái con quái vật đó ăn thịt đó, và nó nhả xương ra á. Cho nên đó hả, bởi vì nhiều dân làng chết quá, nên là tất cả mọi người trong ngôi làng này không còn ai còn ý chí chiến đấu nữa, mà bọn họ chỉ muốn sống sót mà thôi. Vì vậy đó hả, nên là thấy không, hãy bảo vệ mạng sống của mình, nghĩa là bảo vệ chính bản thân mình đi, chứ đừng quan tâm tới ngôi làng nữa. Thôi được rồi, vậy thì bây giờ mình nghĩ rằng đó hả, nếu như không còn ai ra tay bảo vệ ngôi làng này, thì mình sẽ là người làm chuyện đó. Dựa theo lời mấy ông dân làng nói rằng đó nha, là đừng nhìn lên bầu trời. Nghĩa là bây giờ đó hả, mình sẽ đi ngủ một giấc, và mình sẽ chờ đợi cho tới khi nào đó nha, mà mình nghe tiếng động kỳ lạ, là mình sẽ ngay lập tức đó hả, ra đó ứng biến và đối phó lại con thực thể quái vật đó liền. Rồi, bây giờ trước tiên đóng cửa lại, đi ngủ thôi nào. Mình sẽ nằm ngủ ở trên cái giường ở trong nhà tang lễ. Ôi, cái gì vậy? Từ từ, âm thanh gì vậy? Và trời sáng chưa? Hình như là bên ngoài trời đã sáng. Ủa, nhưng mà nhìn kìa, sao bỗng dưng đó hả, mình thấy có cái bóng gì đó, nó đang lơ lửng đúng không kìa, cái bóng kìa. Cái gì đang diễn ra ngoài đó vậy trời? Và oh my god, trời đất ơi, trên trời có cái gì vậy? Ôi, trên trời có cái con gì đó mà quá trời xúc tu luôn á. Nhìn đáng sợ lắm luôn kìa. Phở anh đang bay lơ lửng lên trên đầu của mình. Nhưng mà tại sao hình như là nó chưa nhìn mình hết trơn hết á. Trời đất ơi, ghê quá, nó có màu đen, quá trời xúc tu luôn. Và oh my god, cái gì đây? Đây là, trời đất ơi, hình như đây là những cái xúc tu của nó hay sao quá. Và mình bây giờ mình bắn nó. Ôi nhiều lắm luôn á. Oh my god, holy crap, chết đi. Ôi không, tên mình rồi. KSD đã bị giết bởi SCP-3414. Vì là mình hiểu rồi, con quái vật này có khả năng đó nha, là chịu họ đi ra những con SCP. Và đó hả, nó sẽ tiêu diệt tất cả những ai hả ở trong con làng này. Đó là lý do vì sao hả cái dân làng bị giết chết á. Và những con SCP này sẽ cống nạp thức ăn cho con quái vật ở trên đây, là nó đó. Thì bây giờ mình sẽ phải tiêu diệt hết rồi. Ừ, sao không chết về, chết đi. Trời đất ơi, ôi oh my god, tiểu mình rồi. Ôi may quá mà còn sống sót kịp. Ôi giờ phải làm sao bây giờ, may mắn ghê luôn á. Mà đây sẽ là một chiến khó khăn đó nha. Chết đi. Ôi my god, ôi chết như vậy. Hình như, ủa, nó chết chưa vậy? Mình bắn cái này là đang bị gì vậy? Ủa, cái gì vậy trời, nhìn nó kìa. Nó đang liên tục vê vẩy kìa. Và nó đang chuyển sang hình dạng màu đỏ hay sao, nó đang bực mình hay sao á. Ừ, đáng sợ quá đi rồi, mà được rồi. Bây giờ ưu tiên của mình đó nha, là mình phải giết hết như con SCP-3414 này cái đã. Ừ, sống lại được cái kìa. Ok, giết con này á, giết đi. Ừ, đứng từ xa, bắn liên tục nào. Bắn liên tục nào, cái đi ơi. Oh my god, nhiều lắm luôn á, không có ít đâu nha. Nhưng mà ơi, thiệt sự luôn, bảo sao đó nhờ, toàn bộ nhân làng không có khả năng tiêu diệt những con quái vật này, quá khó khăn mà mình thấy còn mệt nữa. Rồi, trời đất ơi, cả một bầy luôn.
không phải một con, hai con, cả một bầy luôn á. Rồi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi. Trời ơi bắn, mình sợ bây giờ mình lại gần mình bị giết chết luôn á, nó bắt mình vô ngồi chắc mình chết luôn á. Giờ phải làm sao bây giờ? Bắn này được không? Ok bắn này được nè. Bắn nó đi. Bắn nó đi, bắn nó đi. Trời ơi, cái AK này không nó khó khăn lắm luôn rồi đó nha. Ây da. My god. Trời ơi, tạm thời mình sẽ bỏ qua con bự này. Mình sẽ phải tiêu diệt những con nhỏ trước cái đã. Khó khăn chẹn chẹ rồi. Tất cả mọi chuyện bây giờ đây đã hạ sụp những khó khăn nhất mà mình đã từng trải qua trong thế giới Minecraft ngày hôm nay. Lên cao nào. Lên cao nào. Và bắn thôi. Bắn tiêu diệt quái vật. Tiêu diệt quái vật nào. Bắn ok, một con đã chết rồi, tuyệt vời. Con này sao chết không? Chết đi. Ok, chết được rồi đó. Dạ. Giờ mình phải tìm cách, mình phải né ra. Chứ nếu như đó hả, mình đứng tầng đó là mình sẽ bị giết chết liền à. Ok, chết đi. Ok, thử nghe đúng rồi. Ok, chết đi, quái vật ơi. Quái vật này có phải chết. Đứng đây bắn luôn, ok, thành công rồi. Còn mấy con nữa thôi ạ. Phải cố gắng là cái đi ạ. Ngươi sẽ làm được mà cái đi. Cậu sẽ làm được cái đi à, cậu sẽ làm được thôi. Tôi tin cậu làm được cái đi ơi. Mình sẽ phải tự trấn an bản thân mình. Nhìn nó đáng sợ ghê luôn á, sợ thiệt sự luôn. Trong thế giới Minecraft có loại quái vật như thế này hả ta? Ok, chết đi. Ok, nó lọt cái kia luôn ấy kìa. Bây giờ, quật này chết đi. Dạ, bắn tụi mèn này khó khăn lắm luôn á. Thiệt sự khó quá á, đừng. Không biết là mình phải chết bao nhiêu lần nữa đây. Nhưng mà đây sẽ là cái giá phải trả thôi. Mình thật sự đó hả, sẽ phải làm như thế này. Có thể gọi là nha, giải cứu dân làng. Chết đi. Tuyệt vời luôn. Ngồi dưới kia nó thôi đúng không, ngồi này nó thôi đúng không. Chết đi. Chết hết đi. Chết đi, ok, thành công. Và con này nó thôi. Chết đi. Rồi. Ok. Là bây giờ đó nha, toàn bộ tất cả những con quái vật này đã chết hết rồi. Mình sẽ chỉ cần phải tiêu diệt con quái vật này thôi. Con quái vật đó hả, kinh khủng đang đứng ở đây. Mình nghĩ rằng đó hả, là mình sẽ phải tiêu diệt nó. Con vật kia, ngươi sẽ phải chết với tay hiểu chưa hả? Rồi, thì mình sẽ tấn công nó. Ủa, cái gì vậy? Sao tự nhiên mình lại bay lên vậy? Sao tự nhiên mình lại bay lên? Đừng. Mình đang là gần đó kìa, con này. Chết đi. Cái gì vậy? Sao mình lại bay lên vậy? Oh my god, đừng mà. What the hell? Sao tự nhiên mình lại bị bay lên vậy trời? Con quái vật đó nó hút mình lên trời á. What the? Oh my god, Sky Tentacles, ác ma xúc tu ở trên trời. Và các bạn ạ, đó chính là toàn bộ câu chuyện kinh dị về việc lý do vì sao mà các bạn cần phải nên cẩn thận với lại bầu trời trong thế giới Minecraft. Bởi vì rất có thể, ở trên bầu trời đang có sự xuất hiện của một thực thể trong Trevor Henderson được mang tên Sky Tentacles, xúc tu ác quỷ đến từ bầu trời địa ngục. Và nó sẽ hút các bạn lên để mà ăn thịt các bạn đấy. Thế nên hãy cẩn thận nhé. Và mình nghĩ rằng bây giờ đây mình sẽ phải tạm thời dừng lại video này. Các bạn ơi, các bạn thích video này hãy cho mình một lượt like. Và nếu như các bạn muốn nghe tiếp những câu chuyện kinh dị đến từ mình, hãy cho mình luôn cả một nút đăng ký. Và đừng quên hãy bình luận đã xem hết nếu như các bạn đã coi hết video của mình trong ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại và đừng hoảng sợ. Falling, can you hear me calling for you? Yeah, I'm free falling, I'ma keep on falling.